Anh em ở khu vực quanh Hà Nội, anh em nào nếu mà có nhu cầu muốn câu lăng xê ấy, mà đến lấy cái này tôi không gửi nhé. Tôi nói trước là tôi không gửi bởi vì hôm nay là hôm 20. Anh em đến đây lấy được thì bảo tôi. Nếu mà muốn câu lăng xê, nếu mà không tự tin mà bằng cái mồi của anh em trộn ấy, thì anh em có thể bảo tôi trộn. Đây là mồi tôi trộn sẵn rồi cho một bạn. À, bây giờ tí nữa tôi cho Grab đi chuyển cho bạn này. Nói bạn nào thì tôi không nói tên đâu. À, bạn này thì tôi với bạn ấy thì chơi khá lâu rồi. À, chỗ này là trọng lượng thì tôi không biết nhưng mà chỗ này là mất 150 đấy nếu mà anh em mà lấy đấy. Chỗ này nếu mà câu một lăng xê nó phải được 4 buổi. Tiện dụng là cái này là câu thừa bỏ ngăn đá, câu hết năm cũng được. Ok. Nhớ là cho vào ngăn đá. Rồi ok. Còn nếu mà câu lẻ buổi ra ấy thì cứ một cần lăng xê chỗ này chắc phải được 3 buổi nhá. Chia ra mỗi buổi khoảng 50.000. Đấy là tính tỷ lệ cá ăn mạnh, còn nếu mà cá ăn bình thường thì chắc chỗ này câu phải 1 tuần. Cái này chỉ việc câu, không làm bất cứ gì cả. Hoặc nếu mà anh em có thể muốn nhão thêm một tí nữa thì anh em có thể làm về 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 lấy nước hồ câu trộn thêm thế thôi, còn không trộn thêm bất cứ cái gì nữa. Chỗ này để tí tôi chuyển đi. Đó. Bắt đầu từ bây giờ, hôm nay là hôm 21, 20 rồi. Tôi sẽ trộn bắt đầu từ hôm 21 đến hôm 25. Đến sáng ngày 25 tôi sẽ dừng trộn. Ok, anh em nào quanh quanh khu vực Hà Nội này mà muốn lấy, mà không tự tin với cái mồi của mình thì có thể lấy mồi của tôi. Anh em nhắn tin cho tôi sớm để tôi biết đường tôi làm. Trước nhắn tin, muốn anh em qua lấy được thì nhắn tin cho tôi trước khoảng tầm 1 đến 2 tiếng đồng hồ tôi sẽ trộn, xong rồi trộn xong thì anh em sẽ đến lên lấy. Tôi ở Từ Liêm, Hà Nội nhé. Ok anh em.